Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bản tin nội bộ được phát sóng hàng tháng của Trung Nam Group. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 11 vừa qua đã có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra đánh dấu sự phát triển không ngừng nghỉ của lĩnh vực năng lượng. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính. Vừa qua tại tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group vừa tổ chức lễ phát điện dự án điện gió Trung Nam giai đoạn 2 với tổ máy đầu tiên có công suất 4 MW trên một trụ. Đây là loại tua bin trên đất liền có công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo trung ương và địa phương. Về phía Trung Nam Group có ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group, ông Đặng Công Chuẩn, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group. Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam gồm điện gió và điện mặt trời tại xã Bắc Phong và xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận có tổng diện tích khoảng 900 ha, được đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Với công suất hơn 151,95 MW, thời gian khai thác bình quân là 2.785 giờ một năm. Khi hoàn thành, dự kiến sản lượng điện sẽ đạt 432 triệu kW trên một năm. Việc phát điện tổ máy đầu tiên với công suất 4 MW trên một trụ sẽ đẩy nhanh công tác thi công lắp đặt, đấu nối hiệu chỉnh các trụ gió còn lại của dự án điện gió Trung Nam giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành trong quý 1 năm 2020 theo đúng cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời, Trung Nam Group hướng đến mục tiêu hòa lưới 1.000 MW trong 2 năm tới và sẽ đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group nhấn mạnh, chúng ta đang tự hào vượt qua một cột mốc mới, tạo nên nhiều kỷ lục quan trọng trong lĩnh vực điện gió tại Việt Nam. Với tua bin E126, EP3, đường kính cánh 126m, chiều cao 116m, công suất 4 MW, trở thành trụ điện gió đất liền lớn nhất Việt Nam được đưa vào vận hành. Ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo năng lượng tái tạo từ chính sách đến thực tiễn do Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Trung tâm tin tức VTV24, Văn phòng Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group. Tại Việt Nam, năng lượng tái tạo hiện có công suất lắp đặt chiếm tỷ trọng khoảng 9% tổng công suất nguồn điện cả nước. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch, phát triển ồ ạt, nên năng lực truyền tải của hệ thống điện EVN dành cho điện mặt trời còn nhiều hạn chế. Giải pháp được các đại biểu và chuyên gia tham dự hội thảo đặt ra trước tình trạng này là phải thúc đẩy giải tỏa công suất truyền tải của EVN. Sau đó là hoàn thiện một số cơ chế phối hợp công tư như thế nào để mở đường cho khu vực tư nhân tham gia vào năng lượng tái tạo, không chỉ là đầu tư sản xuất điện mặt trời mà còn đầu tư vào hệ thống truyền tải. Bài toán đối tác công tư 3P được nhắc nhiều tại phiên thảo luận. Trung Nam Group hiện là doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện phương án này. Tỉnh rằng là nếu như anh đầu tư thì sẽ cho anh đầu tư nâng cấp, mở rộng cái nhà máy anh lên 450. Thế thì cái lợi ích từ cái nhà máy 450 đó thì Trung Nam sẽ tính toán vào cái đường dây 500 này. Như vậy nhà nước thì cũng có lợi giải tỏa được cái công suất mà chính phủ cho phép. Những cái gì mà tỉnh cam kết với nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư 2.000 mê đó cũng được giải tỏa lên. Thứ ba nữa là xã hội, tức là các nhà đầu tư cũng được qua như đấu vào cái đường truyền 500 này, cái trạm 500 này và được phát hết cái công suất. Ngày 6 tháng 12, Trung Nam Group đã tổ chức họp trình bày các phương án đề xuất triển khai dự án nhà máy điện khí LNG tại xã Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các đối tác liên quan. Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo từ các phía đối tác. Trong đó, Trung Nam Group đã báo cáo cụ thể về mô hình liên danh, thực hiện và các đề xuất
với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về cảng tổng hợp Cà Ná, cụm nhà máy 3.000 MW và dự kiến thời gian thực hiện dự án. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, dự án cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 nằm ở khu vực bờ biển Cà Ná, phía tây mũi Sừng Châu, thuộc địa bàn xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Tổng diện tích lập quy hoạch với trên 108 hectare, trong đó diện tích khu đất cảng sau khi san lấp, lấn biển là 69,26 hectare, diện tích khu nước 38,83 hectare, với tổng chi phí lập quy hoạch trên 1 tỷ 771 triệu đồng. Ngày 8 tháng 11, Trung Nam Group đã trao tặng 20 bộ máy tính cho trường tiểu học Tân Hùng A, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đây là hoạt động thiết thực hàng năm của Trung Nam Group dành cho những trường nằm trên địa bàn kinh tế khó khăn, trong đó có trường tiểu học Tân Hùng A của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tại đây, phần lớn các em học sinh đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Việc trao tặng 20 bộ máy tính với tổng trị giá gần 180 triệu đồng sẽ hỗ trợ cho các thầy cô trong việc dạy học và giúp các em tiếp cận với công nghệ thông tin. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Vân, hiệu trưởng nhà trường đã xúc động chia sẻ rằng với phần tài trợ này, nhà trường sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả món quà từ tập đoàn Trung Nam. Nhà trường đưa vào giảng dạy bộ môn tin học để giúp các em rút ngắn được khoảng cách từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, mà còn tạo không khí sôi nổi cho các em học sinh toàn trường, khơi dậy cho các em học sinh yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhân sự, tháng 12 năm 2019, Ban Hành chính nhân sự và trực tiếp là Phòng nhân sự đã chính thức triển khai thực hiện phần mềm nhân sự HiStaff trên toàn hệ thống. Với mục đích giúp đội ngũ cán bộ nhân viên sử dụng phần mềm một cách thành thạo, Tổ dự án Trung Nam Group và Công ty Tinh Vân tổ chức đào tạo tập trung trên toàn hệ thống từ ngày 5 tháng 12 năm 2019 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019 tại văn phòng Trung Nam Group. HiStaff là giải pháp chuyên nghiệp phục vụ quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Không chỉ là một phần mềm, HiStaff còn là giải pháp quản trị nhân lực hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu suất nguồn nhân lực bằng cách tích lũy và chia sẻ những phương pháp quản trị nhân viên tiên tiến nhất hiện nay. Hệ thống tiêu chí đánh giá KPI chặt chẽ, đảm bảo theo dõi hiệu quả công việc, quản lý mô tả công việc, quản lý nhân tài, quản lý lộ trình công danh. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Bản tin nội bộ kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!